đi vòng công viên để giới thiệu anh chị. Rồi, rất là vui, chạy một vòng vòng quận 6 để anh chị hình dung được con đường Phạm Văn Chí, cái cầu Phạm Văn Chí, đường Bãi Sậy, rồi đường Thăng Văn Khỏe một tí gì đó, hình ảnh về quận 6 ngày hôm nay. Mình đang đứng ngay chỗ đại lộ Võ Văn Kiệt anh chị. Trước mặt anh chị đó là Lầu Gốm. Nếu mà chúng ta đi lên cái cầu Lầu Gốm này thì chúng ta sẽ về quận 5, quận 10, quận Nhất và Hầm Thủ Thiêm. Nhưng mà hôm nay thì xin đi muốn thực hiện cái clip và mình lang thang con đường Phạm Văn Chí ở quận 6. Thì trước khi mình đi quay thì và Sunny cũng thường phải đi kiếm cái địa chỉ trước, rồi sau đó xác định rồi Sunny đi bộ rồi quay con đường Phạm Văn Chí, Bình Tiên, rồi Hậu Giang. Thì Sunny mời anh chị mình cùng nhau mình đi xem con đường Phạm Văn Chí nha. Mình không có đi lên cầu, mình đi bên hông cầu nè anh chị. Bên tay phải thì anh chị thấy có một cây cầu nhỏ nhỏ không? Đó, cây cầu đó dẫn chúng ta đi ra bến Phú Định đó. Mình chui dưới cầu Lò Gốm. Cầu nhỏ nhỏ đó tên là cầu Phú Định. Mình vèo trái nha anh chị. Dọc cái kênh Lò Gốm nó có một cái công viên. Hiện tại phía trước mặt thì cái cầu Phạm Văn Chí này á, nó mới làm mới khánh thành trước Tết anh chị. Nó giải quyết cái vấn đề ùn tắc giao thông ở khu vực này. Một lát chạy tới chút xíu nữa thì anh chị thấy nếu mà đi thẳng để ra Phú Lâm thì mình chui xuống cái gầm cầu, nhưng mà hôm nay là Sunny quẹo theo cái nhánh bên phải. Anh chị thấy cái cầu ha, bây giờ nó thay đổi, công nhận tiếc thiệt. Hồi xưa ở ngã tư này thì có một số cái nhà thì ngay góc mặt tiền, nhưng mà bây giờ thì nó bên hông già cầu, cũng tiếc thôi. Âu nó cũng là một cái duyên. Chúng ta quẹo phải nha anh chị, đây là cầu Phạm Văn Chí. Không biết rằng hồi xưa nó như thế nào. Theo xin nghi nghĩ thì nó cũng nhỏ thôi. Bây giờ cầu Phạm Văn Chí và con đường Phạm Văn Chí nó rộng ra nhiều lắm. Hồi xưa chút béo một xíu. Cầu này mới làm đây thôi khoảng mười mấy năm, mười lăm, mười sáu năm thôi. Khi mà Sunny hồi xưa làm công ty bên Nestle có phụ trách ở cái khu vực Chợ Lớn này, thì mình đã từng đi cái khu vực này đi bán hàng, lúc đó nó đang nâng rồi. Rồi làm con đường này. Thanh Nhi cũng thưa với anh chị và các bạn, trước khi mà mình quay địa điểm nào mà anh chị cung cấp cái địa chỉ đó thì Sunny phải đi khảo sát trước, rồi sau đó Sunny mới đi để mình xác định cái địa chỉ. Chứ nếu mình không xác định thì mình sẽ đi nó có chệch cái hướng đi và nó không có đạt được cái mục đích mà video nó truyền tải được. Máy bên tay trái có một cái nhà Pháp, nhà ngói đẹp. Chúng ta đi ngang một cái nhà thờ mé bên tay trái, đó là giáo xứ Bình Phước. Con đường này bây giờ nó khác xưa nhiều anh chị ha. Nếu mà anh chị ở quận 6 thì anh chị sẽ nhớ ngộ ra điều đó. Con đường này nâng lên đồng nghĩa rằng coi như là có một số hẻm
nó sẽ hút xuống. Cái khu vực này khi mà mưa và chiều cường thì nó cũng ảnh hưởng trong hẻm và nhà dân. Cũng xin thưa anh chị, đâu phải là ai cũng có tiền cứ đường nâng lên là mình nâng nhà đâu. Nên vậy thấy là sống, người ta gọi là sống chung với lũ luôn, hòa mình với thiên nhiên. Nói vậy thôi chứ mỗi lần nhà ngập nước thì mệt mỏi lắm, tát nước rồi lau dọn nhà cửa rồi đồ đạc trong nhà nó hư. Hôm nào mà có chiều cường đó thì xin y sẽ đi bộ vào những cái hẻm đó để quay cho anh chị xem cái nỗi khổ của người dân khi mà không có tiền nâng nền. Rồi cái khúc này là khúc mà một lát xin y sẽ đi bộ đây. Hôm nay lại quay theo yêu cầu bác bên phải là cái khu rạp hát năm xưa đó anh chị. Lát xin y sẽ đi bộ khu này. Bên nhà mình đi thẳng luôn nha anh chị, trước mặt anh chị là con đường Phạm Phú Thứ đó. Vẫn di chuyển trên con đường Phạm Văn Chí, quận 6. Cái này mình chạy thẳng là mình về cái hướng chợ Bình Tây, chợ Kim Biên rồi đó. Song song với con đường Phạm Phú Thứ thì có rất là nhiều con đường cụ thể, như là con đường Bãi Sậy nè, con đường Phan Văn Khỏe, xưa kia là cái kênh Nguyễn Văn Thành, cái kênh Hàng Bàn đó anh chị, bây giờ nó tên là Phan Văn Khỏe. Rồi Gia Phú vân vân. Đi thẳng luôn nha, đi ngang ngã tư Mai Xuân Thưởng. Cái khu vực này cũng nên quay cho anh chị, thì có một số anh chị cũng xa Sài Gòn, xưa kia này, cũng ở đây. Ủy ban xây to vật, to vách, cái góc ngã tư Cao Văn Lậu. Sunny cũng có thực hiện một cái video clip để khám phá cái kênh Hàng Bàn năm xưa, thông qua đi ngang những cái cầu như cầu Ba Cẳng, cầu Bida Cao, và mình đi chạy xe gắn máy trong một con hẻm, và nó là cái kênh Hàng Bàn đó anh chị. Nếu mà anh chị nào có bất công tìm đó, anh chị nào có nhu cầu mà xem lại cái kênh Hàng Bàn năm xưa thì nói Sunny comment, xin y sẽ dẫn link để anh chị bấm vào để xem. Mình tới cuối đường Phạm Văn Chí rồi. Thôi xin y sẽ quẹo trái nha, quẹo trái để chúng ta đi con đường Bình Tây.
làm một vòng vèo trái tiếp luôn. Như bên phải anh chị thấy nhà cửa họ tháo dỡ, thì xưa kia là những cái dãy nhà này họ lấn chiếm cái kênh Hàng Bàng, họ xây trở thành một cái khu phố, sau này giải tỏa coi như đền bù nên người ta tháo dỡ đi và nó trở sau này nó trở thành khuôn viên. Mình đang đi trên con đường bãi sậy anh chị. Nếu mà đi vô cái hẻm ở giữa là đi trên cái kênh Hàng Bàng đó, mình dọc cái kênh con đường bãi sậy này luôn. Nếu mà một số hình tư liệu tài liệu chứ dùng từ tài liệu chính xác hơn, thì cái kênh Hàng Bàng có những cái hàng bàn ghe thuyền tấp nập từ kênh Lò Gốm chở hàng hóa đến chợ Bình Tây nhộn nhịp. Và cái điểm tập kết hàng hóa thì ngay chỗ cầu Ba Cẳng. Bây giờ cầu Ba Cẳng thì không còn nữa anh chị, nó sập rồi, sập lâu rồi. Mai Xuân Thưởng trước mặt anh chị. Rồi mình đi ngang qua Mai Xuân Thưởng để tiếp tục con đường bãi sậy. Tương lai mé bên tay phải thì họ sẽ giải tỏa luôn anh chị. Một lát còn khoảng một tí nữa thôi, mình băng qua ngã tư Minh Phụng thì mình thấy cái vấn đề mà giải tỏa sau này nó trở thành một công viên nó như thế nào để anh chị hình dung. Bây giờ thì thấy cái dãy nhà đó, nhưng mà khoảng là 5 năm sau thì nó sẽ thay đổi. Nói với việc buôn bán thì cái khu vực chợ lớn thì vấn đề buôn bán, giao thương hàng hóa rất là nhộn nhịp, chuyên bán sỉ. Và ở đây cộng đồng người Hoa sống rất nhiều, họ có những cơ sở sản xuất gia công. Khi mà vào những cái hẻm thì mình sẽ thấy rõ cái điều đó, những cơ sở sản xuất tiện rồi làm đồ mũ rồi vân vân. Rồi trước mặt với anh chị đó là con đường Minh Phụng, má bên tay trái thì chúng ta về chợ Bình Tiên, má bên tay phải là về cái cây gõ, mình đi thẳng luôn qua ngã tư Minh Phụng. Đây là cầu Bình Tiên. Và nãy nói anh chị về cái vấn đề giải tỏa đó, thì khi xưa thì con đường Phan Văn Khỏe và bãi sậy này cũng nhà cửa giống vậy, nhưng mà bên tay phải anh chị thấy thì nó trở thành một cái khuôn viên, và cái kênh Hàng Bàng sẽ được đào lại cho nó thông thoáng, và chiều mọi người ra đây tập thể dục rất là đông vui. Và cái hệ thống cây xanh này á, đến giờ đến hẹn lại lên thì một số anh công trình đô thị đó ảnh bật công tắc cái thôi, thế là nó xịt nước tự động. Cũng rất là hay, có những cái máy tập nè, buổi sáng thì mọi người đi vòng khu này tập thể dục. Lý do tại sao mà Sunny biết điều đó, tại nhà vợ Sunny ở trên khu vực này, và Sunny cũng cùng vợ cũng thường tập thể dục. Đây là cái con đường kênh Lò Gốm, mình quẹo con đường Phan Văn Khỏe nữa nha anh chị ha. Đi vòng công viên để giới thiệu anh chị. Rồi, rất là vui, chạy một vòng quận 6 để anh chị hình dung được con đường Phạm Văn Chí, cái cầu Phạm Văn Chí, đường Bãi Sậy, rồi đường Phan Văn Khỏe một tí gì đó, hình ảnh về quận 6 ngày hôm nay. Và Sunny sẽ kết thúc lại con ngã tư Minh Phụng. Rồi, bye bye anh chị nha. Hẹn gặp lại anh chị trong những cái cung đường lang thang tiếp theo của Sunny. Thân ái mến chào anh chị. Bye bye.